Chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sau Việt. Và sau đây là tin tức Thu Phương bất ngờ ngưng live show đầy ca sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù chỉ còn 2 ngày nữa, live show đầy ca sĩ của Thu Phương sẽ diễn ra tại nhà hát Hòa Bình thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng bất ngờ tối ngày 7 tháng 4, Thu Phương gửi thông báo tạm ngưng. Trong buổi sáng nay ngày 7 tháng 4, những hình ảnh mới nhất về lịch tập luyện của Thu Phương cùng hai ca sĩ hải ngoại Lam Anh và Thanh Hà vẫn sẽ diễn ra rơm rạ tại phòng trà Đồng Dao. Đây cũng chính là buổi tập luyện cận kề trước thêm live show đầy ca sĩ sẽ diễn ra tại nhà hát Hòa Bình thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 9 tháng 4 2016. Tuy nhiên, tối cùng ngày 7 tháng 4, ban tổ chức và đại diện của Thu Phương bất ngờ gửi tin live show đầy ca sĩ sẽ tạm ngưng và sẽ được thực hiện vào một dịp gần nhất. Nguyên nhân ban đầu của việc ngưng show theo giải thích từ phía Thu Phương là do các ca sĩ hải ngoại góp mặt trong live show đầy ca sĩ có buổi tập quá ngắn, không đủ đảm bảo cho quá trình dàn dựng. Nguyên văn thư xin lỗi của Thu Phương như sau: xin thay mặt ekip thực hiện chương trình đầy ca sĩ, xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất. Theo dự kiến, live show đầy ca sĩ sẽ diễn ra đêm biểu diễn ghi hình trực tiếp vào 20 giờ tối ngày 9 tháng 4 2016 tại nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đến chiều tối nay ngày 7 tháng 4, các nghệ sĩ mới có những buổi tập đầu tiên tại sân khấu. Chính do lịch bay từ hải ngoại về quá trễ, chính vì thời gian gấp rút nên phần thực hiện các thủ pháp sân khấu khó thực hiện được chu đáo và đúng theo kịch bản đã dàn dựng. Điều này khiến ekip thực hiện chương trình buộc phải tạm ngưng để có thời gian xử lý về mặt kỹ thuật sân khấu. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi tới tất cả các anh chị vì chương trình không thể diễn ra vào tối ngày 9 tháng 4 2016 như đã ấn định. Chương trình sẽ được thực hiện vào một dịp phù hợp sớm nhất và chúng tôi sẽ trân trọng gửi tới các anh chị những thông tin mới. Thu Phương cùng Lam Anh và Thanh Hà và ekip nhạc sĩ Lý Huỳnh Long trong buổi tập sáng nay ngày 7 tháng 4 trước khi thông báo ngưng live show. Trước đó, Thu Phương đã cùng chồng trở lại Việt Nam thực hiện thành công live show đầu tiên tại Hà Nội và ngày 9 tháng 4 2016 này cô sẽ tiếp tục thực hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là nhà hát Hòa Bình, live show ngoài giọng ca chính Thu Phương còn có sự góp mặt của ba ca sĩ hải ngoại Lam Anh, Thanh Hà và nhạc sĩ Đức Huy, cạnh những giọng ca nổi tiếng trong nước như Lệ Quyên, Quang Lê, Quang Hiếu và Hoàng Y. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!